QT, con làm nông phun thuốc trừ sâu có tội không sư phụ? Thật sự nó không tội cũng đúng, nhưng mà nó tội mà không làm nghề cũng đóng. Thì bây giờ sư phụ chỉ dạy gì cho chung dung nha. Thì trước khi mình sáng mình thức dậy á, mình đọc cái câu dần chiêu trần đề dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện sanh tịnh độ. Thì nó cũng đỡ đi cái phần nào mình cái tội sát sanh. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình làm việc á, mình niệm Phật, mình nói vơ trong cái không gian đó, Nam mô Phật, con vì người làm để mà nuôi sống, con không có vô tình làm hại những chúng sanh này, nghiệp lắm, cái gì nó cũng có nghiệp hết, nhưng mà mình khá là nó bớt nhiều. Rồi mình có lỡ đạp lên con này con kia khi ra đồng á, mình cũng không có bị tội.